Rồi câu số 1 là hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử là hạt nào con? A electron, B proton, C neutron. Và cô D là neutron với lại electron. Hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử là hạt nào? B proton. Electron ở lớp vỏ nguyên tử nó mang điện tích âm. Còn trong hạt nhân là hạt proton và neutron, trong đó là proton mang điện tích dương, còn neutron thì không mang điện. Do đó câu này chúng ta chọn B con này. Ok. Câu số 2, phát biểu nào sai khi nói về neutron? Câu A là tồn tại trong hạt nhân nguyên tử. Câu B có khối lượng bằng khối lượng proton. Câu C có khối lượng lớn hơn khối lượng electron. Câu D là không mang điện. Vì đang câu B. Đúng rồi, xấp xỉ không phải bằng. Chính xác. Câu số 3, giá trị điện tích của electron là bao nhiêu? Giá trị điện tích của electron mấy con? Trừ 1,602 nhân 10 mũ trừ 19. Cái đó là khối lượng. Con nhớ lộn về cái khối lượng rồi. Mà khối lượng làm gì có dấu âm dương. Electron mang điện tích âm. Yeah. Trừ 1,602 nhân 10 mũ trừ 19 của Long được chưa? Rồi, câu 4, một nguyên tử đặc trưng cơ bản bằng cái gì đây? D, số khối A và điện tích hạt nhân Z. Số đơn vị điện tích hạt nhân Z. Còn điện tích hạt nhân phải thêm dấu cộng thôi nha. Trong nguyên tử aluminium, tức là nhôm, số hạt mang điện tích dương là 13. Còn cái số hạt không mang điện là 14. Vậy thì số hạt electron trong aluminium là mấy con? Huy? À, đúng rồi. Trong nguyên tử là số proton bằng số electron á. Câu 6 là số hiệu nguyên tử tức là số Z á, cho biết thông tin nào. À, số proton, chính xác. Rồi câu số 17, nguyên tử nào có ít neutron nhất? Vì đang câu B nó không nghe. Đúng rồi. Câu B là số neutron của nó là 39 trừ 19 lấy số khối trừ số Z là ra 20. Còn câu A là 22 đúng không? Câu C là 21 và câu D là 22 đúng chưa? Câu 8 nè. Đồng vị là những nguyên tử của cùng một nguyên tố học nhưng khác nhau về. Về cái gì? Con nhớ nè, đồng vị là cùng số proton. Do đó nó sẽ cùng số electron trong nguyên tử luôn. Mà cùng electron tức là nó sẽ cùng tính dấu học. Khác nhau về khối lượng. Khối lượng chính là gì đó? Nói nôm na khối lượng chính là gì? Số khối đó. Số khối là bằng số proton cộng số neutron. Mà đồng vị là khác nhau số neutron cho nên dẫn đến số khối nó khác nhau. Câu số 9 nè, nitrogen có hai đồng vị là nitơ 14 và nitơ 15. Oxygen thì có 3 đồng vị là oxy 16, 17, 18. Số hợp chất NO2 tạo bởi các đồng vị trên là mấy? 12 cái. Viết đâu cô xem nào. Con viết qua đó cô xem nào. 12 cái là đúng rồi. Đầu tiên là 2 cái O16 đúng không con? 2 O16 xong đến gì? Ừ, đúng rồi, 16, 17. 16, 18. Đúng rồi. Rang nữa. 17, 17. 18, 18. Ừ, 16, 8 là con kể lần thứ 3 rồi mà. 16, 8 là con kể cái thứ 3 rồi mà. 18, 18 là cái cuối cùng. Trong 6 cái đầu tiên. Rồi lặp lại đối với lại nitơ 15 luôn. Đúng chưa? Nitơ 15 là tương tự. Như vậy là chúng ta có 6 cái ứng với nitơ 14 và 6 cái ứng với nitơ 15. Viết là để lỡ trắc nghiệm hả? Yêu cầu viết.
Mình chưa viết xong à? Chưa xong cái đề đầu tiên hả? Dạ. H34 với HCL. Rồi câu số 10 nè, có biển là sao đây đúng? Câu A này số phân lớp electron có trong lớp N là 4. Số phân lớp electron trong lớp M là 4. Số orbital trong lớp N là 9 và số orbital trong lớp M là 8. Cái nào đúng? Chứ vì ra em nghĩ sao mà lại là em nghĩ lớp N lớp thứ mấy? Lớp thứ tư có mấy phân lớp? Lớp thứ tư có 4 phân lớp đúng không? N bằng 4. Vậy số lớp trong tối đa là mấy? Số lớp trong tối đa là 2N bình. 2N bình tức là 32 lớp trong đúng không? Và nó có bao nhiêu orbital? Nó có bao nhiêu orbital? Có N bình, có N bình orbital chứ gì? Số orbital là bằng N bình mà. Số orbital là N bình tức là 16 orbital. Nó có mấy phân lớp? Đúng rồi, lớp thứ bao nhiêu thì có bấy nhiêu phân lớp. Vậy này có A đúng. Còn câu B á, số lớp phân lớp electron trong lớp M phải là 3. Đúng không? Số orbital trong lớp N á là 16 nhưng mà là 9. Số orbital trong lớp M mới là 9. Còn số orbital trong lớp M là 9 là cô D là 8 là sai thế chưa? Ở đây chúng ta sẽ chọn cô A. Câu nào chúng không được là em nghĩ. Câu 11, các biểu diễn electron trong orbital nào sau đây không tuân theo nguyên lý Pauli? Nguyên lý loại trừ Pauli. Câu C. Ủa? Vì đang câu C? Huy cái nào con? Huy chọn cái nào? Câu D. Hai thằng không cùng một chiều. Hai thằng là phải ngược chiều khác nhau. Ok nha. Sự phân bố lấy trong và orbital nào sau đây là theo đúng nguyên lý Pauli và quy tắc hình nè. Con chọn câu B à? Con chọn câu D à? Chứ vì đang con lấy câu A. Ờ, 3S2 là hai cái nó cùng chiều là sai rồi nè. Cái cấu hình A là cái 3S2 là sai nè. Cái B thì đăng. Cái B là nó sai ở cái 2S2 là 1. Với cái thứ hai là chi? Cái ô cuối cùng trống là vô lý. Độc thân phải tối đa. Rồi, tức là FA là phải tối đa. Rồi mới ép đôi. Ok chưa? Tức là chế độ này là chế độ ưu tiên độc thân. Còn ô xe là vì đang nó xe. Ờ, cái giữa là chưa đủ hai mà nó cái cuối hai được. Đi từ trước ra sau. Rồi, vậy chúng ta sẽ chọn phương án D đúng chưa? Rồi, tiếp tục là cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử fluorine Z bằng 9. 1S2, 2S2, 2B3, 2B5, đúng rồi. Theo mô hình nguyên tử hiện đại, xác suất tìm thấy electron lớn nhất ở đâu? Ở đâu? Trong các orbital nguyên tử, chính xác. Còn bất kỳ nơi nào trong không gian thì vô lý. Xác suất là tìm thấy tới 90% là tập trung ở trong các orbital nguyên tử. Đám mây ở trong. Con 15, cấu hình ở trong của nguyên tử nguyên tử có dạng là 1S2, 2S2. 2B6, 3S2, 3B3, phát biểu nào sai? Câu nào con? Câu B hả? Câu D, thì đang câu D sai con? Có 5 phân lớp, đúng rồi. Phân lớp 1S, phân lớp 2S, phân lớp 2B, phân lớp 3S và phân lớp 3B, đúng rồi. Câu 16,
trong ba clorat ion, tức là trong ion ba clorat ClO4 trừ, thì tổng số hạt mang điện tích âm là mấy? Đấy. Bây giờ cô hỏi nè, số electron, tổng số hạt mang điện tích âm, tức là người ta muốn hỏi về số hạt electron đúng không? Trong clo mấy electron con? 17. Trong oxy mấy con? 8 nhân 4 lên, có 4 oxy nhân 4 lên, ion âm thì cộng thêm 1 vô. Được chưa? Ion âm Cl trừ là ion 1 trừ. 1 trừ thì chúng ta sẽ cộng thêm 1 E vào nữa. Được chưa? Rồi tổng lại là mấy con? 50 à? Ok. Đấy, clo là 17 electron. Ừ, cái này lâu rồi mà. Do là con không được học nữa chứ. 10. Ừ. 10 đó. Clo là 17 electron vì số Z là 17 đúng không? Oxy là Z bằng 8 là nó 8 electron đúng không? Trong thức này có 4 oxy cùng cô nhân 4 lên. Trong thức này là có 4 oxy cô nhân 4 lên. Rồi ion âm này, Cl trừ ion âm thêm 1 electron vô nữa. Là thành là 17 cộng 8 nhân 4 cộng với 1 là 50. Ok, tính hồi hoài quen à. Do ông chưa học ai biểu chưa dễ chứ. Câu 17 cho các có nghĩa sau. Câu A, câu 1 này tất cả các hạt nguyên tử đều được cấu tạo từ các hạt proton và neutron. Đúng sai? Vì sao sai con? Nguyên tử hydrogen H1 ấy, nó đâu có hạt neutron, neutron đúng không? Trong hạt nhân. Rồi câu 2 này, khối lượng nguyên tử tập trung phần lớn ở lớp vỏ. Đúng hay sai Huy? Sai vì sao thế? Khối lượng electron không đáng kể so với khối lượng của proton. Proton là gấp khoảng hơn 1.800 lần là hạt electron. Cho nên người ta nói là khối lượng nguyên tử hầu như tập trung ở hạt nhân. Trong nguyên tử số electron bằng số proton. Đúng. Trong hạt nhân nguyên tử hạt mang điện là proton và electron. Sai, trong hạt nhân là chỉ có hạt proton đúng rồi. Câu số 5 này, trong nguyên tử hạt electron có khối lượng đá không đáng kể so với các hạt còn lại. Đúng. Vậy ở đây chúng ta có hai phép biểu đúng, Huy làm có đúng không? Hả? Câu 18. Phát biểu nào sau đây không đúng nào? Rồi câu A này, số hiện nguyên tử bằng số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử, đúng hay sai? Đúng. Số khối của hạt nhân bằng tổng số proton và neutron, đúng không Hoàng Anh? Đúng. Trong nguyên tử số đơn vị điện tích hạt nhân bằng số proton và bằng số neutron, đúng hay sai? Sai, chỉ bằng số proton thôi chứ không bằng số neutron nha. Câu D là đương nhiên đúng không? Nguyên tố học là những nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân. Mình chọn nhưng mình cũng phải đọc mấy câu kia để xem lỡ mình nhìn nhanh quá là sao đúng không? Câu 19 nào, nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3B. Rồi nguyên tử của nguyên tố Y có một electron ở lớp ngoài cùng 4S. Mà X và Y là có số electron hơn kém nhau 3. Vậy nguyên tử X là nhiêu? Thằng X là 3B4 mà thằng Y là 4X1. Đúng không? Đúng Hoàng Anh? Hả? À, để cô nói cho nghe, bài này là bài trắc nghiệm thì chúng ta suy nhanh vậy đó. Nhưng mà nếu bài này là tự luận á, thì nó không phải đơn giản như vậy đâu. Con nên nhớ này, nguyên tử nguyên tố Y mà nó có một electron ở lớp ngoài cùng thì nó có mấy cấu hình? Thì có thể có những cấu hình nào Hoàng Anh? Tức là nếu như mà chúng ta có cái lớp ngoài cùng nghe mà là 4S, lớp ngoài cùng mà là 4S đó, tức là 4S1 đúng không? Không có một ai ở trong lớp ngoài cùng, lớp ngoài cùng nó có 4S1 đúng không? Thì đối ứng với cấu hình mà lớp ngoài cùng 4S1 thì chúng ta có 3 cấu hình 4X1, rồi 3D5 4X1 và 3D10 4X1. Đồng ý chưa? Nhưng mà ở đây chúng ta loại trừ cái 3D5 4X1 và
3D10 mối 1. Vì sao? Bởi vì nếu xuất hiện 3D5 mối 1 thì nó không thể nào mà hơn kém 3 lấy trong so với mức năng lượng cao nhất ở 3B thôi. Y có mức năng lượng cao nhất là 3B, X có mức năng lượng cao nhất là 3B, là nó chỉ biết tới 3B là dừng thôi. Mà 3B tối đa là 3B6, đúng không? 3B6 mà nếu như 3D5 4X1 thì đâu có thể lịch 3, lịch nhau 3 lấy trong được. Mà 3D10 4X1 thì đâu cũng đâu có lịch nhau được 3 lấy trong được, đúng chưa? Và chỉ có thằng này 4X1 thôi, và anh chàng X nó sẽ là 3B4. Mà cấu hình 3B4 là lưu huỳnh, đúng không? Có 6 lấy trong lớp người cùng thì nó là phi kim. Còn anh chàng 4X1 thì anh sẽ là kim, kim loại kali, đúng không? Tranh thủ dở cái bản hệ thống tuần hoàn ra, vừa vừa làm tới đâu cái vừa tra đó cho nó nhớ nguyên tố, con vừa làm vừa nhớ. Rồi tiếp tục câu 20 nha. Một nguyên tử có tổng số hạt là 40, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12. Vậy đó là ai đấy? Vậy đang có ra lời vậy. 2B cộng N bằng 4. Rồi 2P trừ N giải ra B bằng 13, đúng không? B bằng 13, vậy N bằng 10. 4, đúng rồi, AL. Soát bài đi, gặp mấy lần rồi. A được dùng để chế tạo đèn có cường độ sáng cao. Nguyên tử A có electron ở phân lớp 3D chỉ bằng một nửa electron ở phân lớp 4S. Vậy cấu hình electron của A là gì? 1S2, 2S2, 2B6, đang nữa 3S2, 3B6 đang nữa con, 4S2, 3D1, đúng không? Chứ 4S1 thì không thể nào chia nữa được á, vì vì là phân lớp 4S thì chỉ có 4S1 và 4S2, mà muốn bằng nửa thì phải là 4S2 mới nữa được, đúng chưa? Như vậy số hiệu quả là 20 21. Rồi nguyên tố silver tức là nguyên tố bạc, đúng không? Có hai đồng vị bền là bạc 107 chiếm 56,5% về số nguyên tử ở bạc 109. Nguyên tử khối trung bình bằng mấy con? 107 nhân mấy? 56,5 cộng 109 nhân mấy? Nhân 100 trừ 56,5. Rồi tất cả đem đi chia cho 100. Bấm máy tính là bấm đó, chứ đừng bấm cái bước trung gian là bấm ra phần trăm là bao nhiêu, là tốn thời gian rồi. Là con ra 107,87, đúng chưa? Tiếp tục câu 23, cho nguyên tử khối trung bình của copper là đồng á, bằng 63,54 trong tự nhiên. Đồng có hai đồng vị, đồng vị thứ nhất chiếm 27%. Số khối đồng vị 2 là nhiêu? Nó không nghe. Cô có gì đây? Bấm máy tính một lần. Lấy A nhân cho 100 trừ 27 cộng thằng đồng vị thứ nhì là 65 nhân 27, đúng chưa? Tất cả đem chia 100 thì bằng nhiêu? 63,54. Bấm xếp xôn giải là ra, đúng không? Tôi có biết bấm xếp xôn không Huy? Ừ. Rồi tiếp tục câu 24 nè. Nguyên tử aluminum gồm 13 proton và 14 electron, 14 neutron. Khối lượng proton có trong 27 gram aluminium là nhiêu? Nhỏ làm ra chưa? Hoàng Anh làm ra chưa? Con đây nhớ là cái 13 proton nghĩa là sao con? Có nghĩa một proton là được đâu? 1 gram là được 13. Một nguyên tử Al có 13 proton. Đúng rồi. Tức là trong một nguyên tử Al thì sẽ có 13 proton, đồng ý nha. Bây giờ là con muốn tính số, con muốn tính khối lượng proton thì con phải có số lượng proton bao nhiêu, đúng không?
Mà khối lượng nhôm có chưa? Tính được số mol nhôm không? Số mol nhôm bằng nhiêu? Số mol nhôm là lấy khối lượng chia mà lớn là ra một mol đồng ý chưa? Cái số nguyên tử nhôm bao nhiêu? Lấy số mol nhôm nhân hằng số Avogadro. Đúng không? Bằng 6,022. Nhớ nghe, đề nó cho cái hằng số Avogadro rồi kìa. Có số nguyên tử nhôm, cái từ đó chúng ta tính số hạt proton thôi. Đúng không? Một nguyên tử nhôm thì có 13 proton, vậy chừng nớ nguyên tử nhôm có bao nhiêu proton được không? Mấy con? Nhỏ đang chưa bấm. Bấm ra chưa Hoàng Anh? Đúng rồi. Thế ban đầu em bấm đúng rồi, xong em xin lại. Em sợ em sai à? Rồi các con có thể tính gộp luôn lần nha. Lấy số hạt proton đi nhân cho khối lượng của một proton là nặng bao nhiêu gam. Rồi cho luôn rồi. 1,673 nhân 10 mũ trừ 24 gam. Bấm máy tính thì phát là ra 13,09 mấy đó đúng không? Răng nãy con bấm ra luôn đi. Bây giờ tiếp tục nha. 25 đi biết làm con. 25 biết làm. Rồi con 25 nha. Hoàng Anh xong chưa con? Tổng số hạt mang điện trong hợp chất XY là 40. Hạt mang điện trong ý là hạt gì con? Tức là 2 bị X đúng không? Đúng không con? Tổng số hạt mang điện trong trong Y là cái gì? 2 bị Y. Rồi, vậy chúng ta có phương trình đầu tiên. 2 bị X cộng 2 bị Y bằng 40. Ghi phương biểu thức vô con. Rồi, họ cho tiếp. Chấm cái. Số hạt mang điện trong nguyên tử X nhiều hơn số hạt mang điện trong nguyên tử Y là 8. Vậy là cô gói gì? Đúng rồi, 2bx trừ 2bx. Nhớ là nếu như trong cái hợp chất mà xy mà nó có chỉ số chân là trên cái biểu thức 40 phải có nhân chỉ số chân vào theo nha. Vì đây này, đây là x chỉ có một x, đây chỉ có một y thôi. Cho nên cái lúc mà chúng ta tính tổng số hạt mang điện tổng 40 này là chúng ta không nhân chỉ số chân á. Chứ giờ đây có 2x nè. Là chỗ cái tổng chỗ 2 bí thì chúng ta phải nhân thêm 2 nữa là thành 4. Chứ mấy đề sau không có nè. Giải ra biết mấy bí mấy ra không? 12,8. Mà điện tích là phải có dấu lần trước. Đây là ông lừa chứ không mà lừa cái dấu nữa là nhiều đứa tránh mình sai chán. Nhớ bấm máy tính giải hệ ra nghe. Rồi con 26. Nguyên tố magie Mets, xem đúng không? Có 3 đồng vị ứng với thành phần trăm khối số nguyên tử như sau. Đồng vị 24 là chiếm 78,6%, đồng vị magie là 10,1% và magie 26 là 11,3%, tổng lại đúng 100% luôn. Giả sử trong trường hợp nói trên có 50 nguyên tử magie thì số nguyên tử tương ứng của magie 24 và 26 là bao nhiêu? Vậy làm ra nhỏ. Không biết làm đâu. Hoàng Anh làm được chưa con? Bài này là Hoàng Anh làm rồi đó nghe. Hoàng Anh quên rồi đó nghe. Số nguyên tử là tỷ lệ theo phần trăm con. Đúng không? Nguyên tử magie 24 là tương ứng với 10,1%. 10,1% là tương ứng với 50 nguyên tử. Vậy thì cái thằng đồng vị 24 á, là nó chiếm 78,6%. Là nó sẽ ứng với 495 nguyên tử. Đúng rồi đó. Là chúng ta quy tắc tâm suất gì nữa, lấy 50 nhân 78,6 rồi chúng ta chia cho 10,1 đúng không, là bằng 495 đúng không? Không, mình làm tròn thôi. Rồi mai em 6 là con tính là mấy con?
con thấy ra 495 là con quýnh luôn, khỏi tính cái gì nữa. Được chưa? Thắc mắc gì con không? Rồi con 7 nè, khớp bơ là đồng có 2 đồng 10 bền, số 3 và số 5. Trong đó số 5 là 9%, 27%. Tính số đồng vị đồng 63 có trong 250g CO4. Vậy làm sao? Con làm chưa? Không biết làm. Ê, tính làm sao con hè? Hoàng Anh? Vậy con tính làm sao? Nhưng mà chưa có số khối trung bình của đồng. À, tìm A trung bình. Ờ. Xong rồi tìm cái... với số mol. Đúng rồi. Xong rồi nhân với cả số... phần trăm. Phần trăm. Ờ, số 3 chứ. Số 3 xong rồi con tính số đồng vị là con nhân hằng số Avogadro. Rồi số khối trung bình của đồng là lấy số 3 nhân mấy đây ta? 3 nhân 100 trừ 27 cộng 65 nhân 27 nhân 100 là bằng mấy con? 63,54. Rồi giờ tính số mol CO4 là lấy khối lượng là 250 chia cho cái mồi lớn thằng này là bao nhiêu con này? 63,54 cộng lưu huỳnh là điện cho mấy? 32. Ở đây mà điện cho lưu huỳnh 35 là phải lấy 35 nha. Oxy vẫn cho 17 thì phải lấy 17 nha. Cộng oxy 16 nhân 4. Nói vậy chứ cho là so cái số trung bình, mà cái số trung bình là sắp xỉ với 3 chứ được. Cái lưu huỳnh 35 ít đó. Oxy 16, 17, 18. Cái đồng vị 16, 17, 18 nó quá nhỏ. Cái môn chàng nó sẽ uống mấy? Rồi nó bằng ý số môn của CU luôn đúng không? Gì nữa? Vì trong nó có một CU cho nên số môn CU luôn. Vậy tính được số môn của cái anh chàng 63. Mình đang tính cái số môn của anh chàng 63 đây. Ừ, nhân cái phần trăm của số 63 vô. Có chứ con. Rồi bác tính số 3 mà con. Nhân phần trăm số 3, thằng số 3 là mấy? Thằng số 3 là 73%. Rồi, sau đó muốn tính số đồng vị, tức là số nguyên tử đó. Số đồng vị tức là số nguyên tử đó. Muốn tính thì chúng ta sẽ lấy số mol của nó. Rồi đem nhân cho gì nữa con? Nhân hằng số Avogadro đúng không? Rồi, thắc mắc gì không? Thắc mấy con, xe à? Tự giữ nhiệm cái quả nha. Rồi câu số 28. Câu 28 biết làm không? Bán kính nguyên tử và khối lượng mol nguyên tử iron, tức là sắt, lần lượt là 1,28 ăn trong và 56g trên mol. Biết trong tinh thể, các tinh thể iron chiếm 74% thể tích, còn lại là phần rỗng. Vậy khối lượng riêng của kim loại là nhiều. Bây giờ này cái đề á, là bán kính nguyên tử sắt á, là bao nhiêu? 1,28 ăn trong đúng không? Còn khối lượng mol nguyên tử sắt á, là 56g trên mol đúng không? Khối lượng mol là sao? Khối lượng mol là khối lượng của một mol nguyên tử. Bây giờ là đề cũng cho rằng biết rằng trong tinh thể các tinh thể các nguyên tử sắt là chiếm 74% thể tích, còn lại là phần rỗng. Được chưa? Khối lượng riêng của sắt là bao nhiêu? Khối lượng riêng thì bằng gì? Bằng m chia v. Bây giờ con coi này, đây là giả sử là mô hình tinh thể, đồng ý chưa? Lớp rồi chứ, đang con học rồi mà. Đây là mô hình tinh thể được chưa? Coi như
Tinh thể của kim loại là gồm các nguyên tử kim loại xếp xích nhau ở trạng thái rắn mà. Nè con coi, coi mỗi nguyên tử sắt là một quả cầu. Thì khi con xếp chúng như vậy thì giữa chúng có khe trống không? Có, đây là phần trống này. Đây là phần trống giữa các nguyên tử này. Đồng ý chưa? Mà như vậy là thể tích của một mol nguyên tử á, là có phải là thể tích của 6,022 nhân 10 mũ 23 hạt sắt nguyên tử sắt với lại thêm cái phần rỗng này không? Mà bán kính của nguyên tử sắt đó chưa? Nguyên tử sắt đó rồi mà mỗi nguyên tử đó chúng ta coi nó là một quả bóng, nó là một hình cầu. Vậy thì khối lượng, vậy thì thể tích của một nguyên tử sắt con tính được không? Vậy thể tích của 6,022 nhân 10 mũ 23 nguyên tử sắt con tính được không? Tính được không? Con có cái đó xong rồi. Mà cái thể tích của cả cái khối này nè, thể tích của cả cái khối này nè, ví dụ thể tích của cả cái khối này nè là coi như là một mol tinh thể nè, thì trong đó là sắt chiếm có 74% thôi. Vậy con tính được cái thể tích của cả cái khối này không? Là lấy thể tích của sắt của 6,022 á nhân 174 là ra thể tích của một mol tinh thể. Sau khi có thể tích của một mol tinh thể rồi, chúng ta lấy m lớn chúng ta chia cho thể tích của một mol tinh thể thì chúng ta sẽ được khối lượng riêng. Đồng ý không? Vậy thử làm thử nghe con. Rồi thể tích của một bán kính chúng ta đổi ra đơn vị là cm thôi nghe con. 1,28 nhân 10 mũ trừ 8 cm. Ủa làm đi con. Về thể tích, thể tích của một nguyên tử sắt. Mấy con? 4/3 nhân pi nhân R lập. Trong đó cái R đi là bằng 1,28 đó. Biết chưa? Sau đó cái tính thể tích của 6,022 nhân 10 mũ 23 nguyên tử ba là lấy y cái kết quả này. Cái này là thể tích một sắt nè. Con bấm R đó, mũ 3 đi chưa? 10 mũ trừ 8 chứ. Con bấm bị lộn số kìa. Lấy số chỗ này. Nhân theo cho mấy? 6,022 nhân 10 mũ 23 là ra được thể tích của từng ly hạt nguyên tử. Đồng ý chưa? Nhưng mà sắt nó chỉ chiếm mấy phần trăm thể tích của một mol tinh thể đó, 74 thôi. Cho nên cô sẽ tính thể tích của một mol tinh thể. Lấy cái này, lấy cái số vừa tính trên đây, nhân cho mấy? Nhân cho mấy con? Nhân 100 chia 74. Vì tính cả khe rỗng mà. Tính cả cái khối này luôn, cả cái khối này, thể tích của cả cái khối này luôn. Là cả khe rỗng rồi đó. Hồi nãy giờ là mình tính cái của 6,022 nhân 10 mũ 23 là mới tính khối thể tích của mấy quả cầu đi mấy, chưa tính phần rỗng. Còn thể tích cả cái một cái khối này luôn. Vì cái 56 gram này, cái 56 gram này là nó ứng với khối lượng của cả cái khối đi. Cho nên muốn tính khối lượng riêng là mình phải tính thể tích của cả cái khối đi luôn. Đồng ý nha. Rồi có đi rồi. Rồi vậy từ đó chúng ta sẽ tính được khối lượng riêng. Khối lượng riêng là mấy? Mấy con? Lấy m lớn. Là 56. Chia cho cái này. Chia cho nguyên cái anh chàng luôn. Dạ đúng rồi. Chứ là trong máy tính mình bấm cái quả mình bằng sao rồi lấy 56 chia gọi cái quả lên là xong. Để nhớ ngay, đừng làm tròn qua từng bước. Nếu các con làm tròn qua từng bước thì cái quả nó sẽ sai số rất lớn.
đâu cô đâu bấm, cô đâu không biết, cô đang chờ cái con bấm này chứ, cô đang chờ cái con bấm ấy. Đấy. Không, nghĩa được dân đây. Làm ví dụ bây giờ đi con. Ok không? Vì này thắc mắc gì không con? Hướng nhà lung dung quá à? Hả anh ra chưa con? Đây nè, cô mà bấm nè. Đầu tiên nè, cô có gì? 4 phần 3 nhân số bi đúng không? Thì không quen dùng số này tới gì. 4 phần 3 bi nè. Gọi số bi trong máy nha. Nhân mở ngoặc 1,28 nhân 10 mũ, mũ mấy đây? Trừ 8 đúng không? Rồi đóng ngoặc thì không quen dùng máy, mũ tiếp 3. Rồi. Rồi. Sau đó lại nhân tiếp cho 6,022 nhân 10 mũ 23. Đúng chưa? Rồi sau đó lại nhân tiếp cho ai? 100 chia 74 đúng không? Rồi. Là lúc đó bấm ra là bằng 7,1487 gì đó. Rồi cô xóa đi. Cô lấy 56 chia xong cô bấm phím đi nè, ANS nè. Rồi. Bằng 7,83. 7,833. Con làm tròn là con đánh cô đi đó hả? Thấy chưa? Cô đã nói là phải làm tròn, đừng có làm tròn rồi. Ok không? Nhớ nghe. Hiểu bản chất nha. Nguyên tử R có tổng số hạt là 48. Trong R này, phần trăm số hạt không mang điện là chiếm 34,783%. Tính số lượng các hạt trong R này, viết có nể trong của R và y âm tương ứng của R. Phân bố electron và orbital và xác định số electron độc thân của R. Ok chưa? Yeah. Đầu tiên khi mình làm là nhớ gọi PNE lần lượt là số hạt proton nha. B, N và E lần lượt là số hạt bồ tông. Rồi, neutron. Electron của R. Và lúc nào chúng ta cũng có là gì? P bằng A hết trơn. Tổng số hạt là 46 là 2P cộng N bằng 46. Ờ, trong R phần trăm số hạt không điện chiếm vậy N là bằng 46 nhân 34 phết mấy 783 chia 100 là ra bao nhiêu đứa con? 16 đúng rồi. 16 cái từ đó các con sẽ tính được B. Thì ra là B bằng 15 đúng không? Đúng rồi. Rồi B bằng 15 thì cấu hình A. Vậy trong R là có 15 proton, 15 electron và 16 neutron. Xong qua. Hỏi là phải trả lời đáp án nha. Cấu hình A của R. Ưng viết cấu hình khai triển thì viết, mà ưng viết thu gọn thì viết nha. 1S2, 2S2, 2B6, 3S2 và 3B3. Còn cấu hình A của y ông con làm ra. R là kim loại hay kim? Vì đó là phi kim. Đúng rồi, vì có 5A lớp mình cùng. Mà phi kim thì nó sẽ tạo thành ion âm hay dương là hoàng A nè. R có khả năng tạo thành ion âm mấy? Vì đó âm 3. Muốn đủ 8 thì nó thiếu mấy nữa là đủ 8. Lớp ngoài cùng á, phi kim thì tạo ra ion âm,
Mà ông âm là nguyên tắc là nó còn bao nhiêu ai lấy trăm, nó cần bao nhiêu để đủ 8 lần ray ông bấy âm bấy nhiêu. Bây giờ lớp ngoài cùng nó có 5 e. Vậy nó thiếu 3 nữa là để đủ 8. Lớp ngoài cùng phải đủ 8. Vậy nó thiếu 3 e nữa. Vậy nó sẽ tạo thành ion R3 trừ. Ion âm R3 trừ. Nhớ nghe, trước khi viết câu hình này trong của R3 trừ phải viết cái câu R là kim loại hay là phi kim. Và nó có tạo khả năng tạo thành ion gì. Sau đó con mới viết câu hình E của cái ion đó ra. Nhớ nghe, không biết cái đó là dễ bị trừ điểm lắm nghe. Dạ. Rồi có hình này trong của R3 trừ là đang thêm 3 lấy trong vô nữa thôi. Thì đang 3B3 thì chuyển thành 3B mấy? 3B6. Ok ha. Phân bố lấy trong vào orbita. Và xác định số lấy trong độc thân của R. Rồi mình có cấu hình lấy trong của R rồi. R là lưu hình đúng không? R là phosphorus đúng không? Rồi cái cấu hình phân bố vào orbital. Rồi phân bố. Vẽ hết luôn á. Trời ơi, bây giờ mới vẽ hết nhưng mệt mỏi rồi nè. 1S. Có mấy mũi tên? 2 mũi tên, một cái lên một cái xuống, 1S nè. S sao thì 2S y chang luôn. S nè. 2B. 2B thì full nguyên tắc là phải viết theo thứ tự tăng dần mức năng lượng lên đó nha. Mà thôi viết theo hàng ngang đi cho đỡ tốn vỡ. 2B này 3S. Ghét mà thường mới có hay sẹo sẹo. Một S, 2S, 2B, 3S. Rồi. 3B. Rồi. Phân lớp về phân lớp 1S. S, lớp 2P, 3S và 3B. Nó có mấy lấy trong thân không? Có 3 được không? Thì sao thế? Thì có 3 anh chàng đứng cô đơn mình đúng không? Rồi, cái bài số thứ hai là sửa cái số 5 thành số 10 cho cô với. Vì quay nhân đôi lên. Ra đề mà quay nhân đôi ha. Sorry. Ra số lẻ đúng không? Cô đọc cái đề của nó. Ủa đang số 5. Số 10 chứ. A là hợp chất được tạo bởi hai nguyên tử X, Y có công thức phân tử là X, Y2 nè. Tổng số hạt trong A là 144 nè. Trong A nè là số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 40 nè. Số hạt mang điện của X là X hơn so với Y là 10. Xác định nguyên tố X và Y. Nhớ gọi cô nha. Mà thôi gọi cô làm biến quá nên cô không gọi. Tổng số hạt trong A là 144. Vậy cô có là gì? 2PX.
2PX cộng NX cộng cho 2 nhân mở ngoặc 2PY cộng NY thì bằng 144. Làm được chưa con? Cái đâu rồi? Đây, 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 đây. Làm chưa có xịn thì nhìn. Tổng số hạt mang điện. Tổng số hạt trong X đây. Đây con. Đây là tổng số hạt trong X. Đúng chưa? Đây là tổng số hạt trong Y. Đồng ý chưa? Nhưng mà trong cái A này nó có tới 2 cái X lận. Cho nên trường này phải nhân 2. Là bằng 144. Được chưa? Cái 40 là ở đâu vậy? À, rồi 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 góp đi con, nhân b ra b n ra n đi, ghép ghép ẩn mà giải con. Rồi trong A số hạt mang điện, số hạt mang điện là 2PX cộng 2 nhân 2PY trừ cho số hạt không mang điện trong X là NX cộng 2 nhân NY thì bằng 40. Nhân ra đi con, nhân ra, nhân ra. Nhân B theo B, cô có 2PX cộng 4B. Yeah, cộng mũ ngoặc NX cộng 2NY bằng 14. Ok. Rồi cái dưới này cũng nhân ra. Là cô có là 2PX cộng 4BY. Yeah, trừ mở ngoặc. Trừ mở ngoặc kia. NX cộng 2NY bằng 40. Đây. Ẩn thứ nhất đây con. Thứ nhất này. Ẩn cái gì đây? Thì là đây. Đó, ẩn cái gì đây? Vô xây chưa? Ra mấy đứa không? Để ai đi đây? Được không? Có mới tính. Coi đây là một ẩn số này. Cái này là một ẩn số này. Có mới tính giải của xe nè. Cô đang chờ con bấm máy tính ra cho cô đây. Cô không có máy tính. Từ 1 và 2 suy ra. Nhỏ này là chưa làm cái dạng này đúng không? Trời ơi, Huy ơi, nó viết chữ nhỏ nhỏ dễ sợ, viết chữ to thì Hoàng Anh thì. Trời ơi, Đạt, cái chữ Đạt mà nắng lên xí nữa, Đạt tuyệt vời Đạt. Con viết một cô đọc căng vào mắt luôn, thiệt luôn. Số khác à? Con không bằng đúng chưa? À. Chừng không bằng sai á. Ra mấy con? Đúng rồi. 2PX 2PX cộng 4B là bằng 92. Vậy NY cộng 2 này dùng mấy con? NY cộng 2 này cũng bấm rồi mấy? 3 à? 52. Rồi.
điển lại cho là số hạt mang điều của x là ít hơn so với y là 10. Ok chưa? Lúc này nó không liên quan gì đến trong hợp chất A nữa nha. Nữa nha. Cái này là cái câu mà số hạt mang điều của x ít hơn so với y là không liên quan hợp chất A nữa. Chỉ đơn thuần là x với y thôi. Vậy số hạt mang điều trong x là mấy? 2px bằng 2pi trừ 10. Không có nhân gì nữa trơn á. Vì cái này là không liên quan đến cái hợp chất A này nữa. Số hạt mang, họ chấm cái số hạt mang điều của x ít hơn số hạt mang điều của y, rồi chỉ là tính một nguyên tử x và một nguyên tử y thôi. Cái này chỗ này của con trọc. Yeah. Rồi, đến đây cái số 4, bấm tính con coi nè. Từ 3 và 4. Tôi tính được là bí bằng mấy nữa mấy. Chưa có máy không? X bằng 12, B bằng mấy? Và hiệu của có X là MG và Y là đủ hết nguyên tố trong bảng tuần hoàn chưa?